Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hồng Nhung khoe lọt ảnh lung linh mừng sinh nhật cặp song sinh, chiếm bóc like lại là bạn trai tay góp mặt cực thân mật hồng nhung khoe ảnh các con nhưng đa số lại có sự xuất hiện của bạn trai tây nhưng một thành viên thật thụ trong gia đình ít phút trước diva hồng nhung đã đăng tải dòng trạng thái vui vẻ chúc mừng sinh nhật cặp sinh đôi nhà mình cô viết happy birthday idan tom và và li tép của mẹ bóng hầu nhung 10 tuổi bước độc lập thứ nhất trong đời nhá cảm ơn các con đã cho mẹ và cả gia đình mình bao nhiêu niềm vui hạnh phúc và những kỷ niệm không bao giờ quên đi kèm với lời chúc là loạt ảnh quý báu của tôm và tép hai nhóc tỳ nay đã cao lớn phong phao và thừa hưởng nét đẹp lai tây khó cưỡng nếu nhóc tôm vui vẻ hài hước thì tép lại ra dáng công chúa yêu kiều thùy mị trong những bức ảnh cả hai cùng mẹ mình trải qua những ngày tháng hạnh phúc và yên bình với vô số trải nghiệm thú vị ở khắp nơi. Điều gây chú ý nhất chính là sự xuất hiện của bạn trai Tây của Hồng Nhung trong loạt ảnh. Anh trông như một thành viên chính thức của gia đình nữ ca sĩ khi vui đùa thân thiết với cặp sinh đôi mà không có bất kỳ khoảng cách nào. Từ đó nhiều người suy đoán có lẽ anh đã bước vào cuộc sống của ba mẹ con, nữ diva nhưng chưa công khai tin vui cho mọi người được biết. Bạn trai người Đức của Hồng Nhung xuất hiện trong khung ảnh của ba mẹ con nữ diva nhưng một thành viên thực thụ của gia đình cô. Diva Hồng Nhung đón sinh nhật đơn giản, cặp sinh đôi tôm tép lớn phộng phao gây chú ý. Sau thời gian bay xô ở trong nước, hiện ca sĩ Hồng Nhung đang ở Pháp. Ngày thêm tuổi mới, cô bóng tự thưởng cho mình một ngày ở bảo tàng LV Foundation. Người đồng hành của nữ ca sĩ khi tham quan bảo tàng mỹ thuật là nhạc sĩ Quốc Trung. Đến khi trở về nhà, Hồng Nhung hạnh phúc khi được hai con và đàn em thân thiết tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Nhận được nhiều lời chúc từ mọi người, nữ diva viết, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến những lời chúc chân thành từ gia đình, bạn bè và khán giả yêu thương đã dành cho sinh nhật của bóng. Quả là một sinh nhật đặc biệt, dù tầm này thôi nhé vụ thổi nến theo số 5. Qua ảnh có thể thấy hai bé tôm tép giờ đã cao lớn phỏng phao. Các bé không chỉ là niềm vui sống mà còn là bạn đồng hành của Hồng Nhung trong mọi hành trình. Vào dịp Tết Nguyên Đán 2022, Diva Hồng Nhung cùng bạn trai và hai con quay quần bên nhau trong căn hộ ở Paris. Trong một bức ảnh chụp cùng hai con, Diva Hồng Nhung chia sẻ gia đình ở đâu, ở đó là nhà, cung chúc tân xuân tới các gia đình bạn bè bốn phương, bóng, tôm tép và sô-cô-la. Khi một người em thân thiết hỏi, nhìn như chị bóng đang Mang bầu nữa, chúc mừng năm mới chị Bóng ạ." À. Ngay sau đó Diva Hồng Nhung trả lời "có mà mơ." Qua chia sẻ này, nữ ca sĩ đã phủ nhận việc mang bầu do chiếc váy rộng nên trông như Diva Hồng Nhung lộ vòng hai lớn. Nữ ca sĩ đã lên tiếng khi bị nghi mang thai. Cuộc sống bình yên của Diva Hồng Nhung bên bạn trai ngoại quốc và hai con tại Pháp. Những lúc rảnh rỗi, nữ ca sĩ thích cắm hoa, trang trí nhà cửa. Giữa năm 2021, Hồng Nhung đưa hai con sang Pháp theo lời mời của bạn trai. Tại đây, cô và hai con sống tại một ngôi nhà cạnh sông Sainer thuộc quận 7, thành phố Paris. Khi sang đây, nữ diva chủ yếu dành thời gian chăm chút nhà cửa, cắm hoa, nấu ăn. Khi có thời gian rảnh, Hồng Nhung đi tham quan bảo tàng Osei, bảo tàng Louvre. Căn hộ nơi Hồng Nhung và các con lưu lại những ngày ở Pháp, hai bé Tôm và Tép rất thích thú và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.